Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hami. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Q&A, trả lời những câu hỏi của Q&A couple version. Và đây là bạn trai của mình. Xin mời bạn giới thiệu. Hello các bạn, mình tên là Phan Đình Chi và mình là bạn trai của Hami. Câu hỏi thứ nhất, chị và anh Chí quen nhau như thế nào? Chị và anh Chí quen nhau, gặp nhau là 4 năm trước, nhưng mà không có nói chuyện với nhau, cũng không có nhìn nhau, không để ý nhau luôn. Cùng một căn hộ nhưng mà không gặp nhau. Căn hộ rất nhỏ. Và nếu mà lần đầu tiên là gặp vào tầm tháng 6, tháng 7 năm 2021, livestream trên Instagram. Đó là lần đầu tiên Chi và Hami đã gặp nhau và chính thức nói chuyện. Sau khi buổi livestream đó thì Chi mới nhận được một DM từ Hami. Và Hami nói là Hami xin lỗi vì là đã lỡ follow rồi unfollow. Và sau đó Chi mới trả lời là nếu Hami cũng không có gửi tin nhắn đó thì Chi cũng sẽ không có biết. Thì đó là lần đầu tiên Hami đã reach out và nói chuyện với Chi. Câu hỏi thứ hai, ấn tượng đầu tiên. Bắt đầu chứ, ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên lúc gặp Chi ngoài đời là cao và đẹp trai. Ấn tượng đầu tiên của Chi khi gặp Hami là nụ cười rất là tươi và mắt rất là to và bự và tròn. Hai anh chị cao bao nhiêu? Chí thì cao 1m85. Cao 1m58. Chị nên nghịch lại. Ai tỏ tình ai trước? Và hãy kể về lời tỏ tình. Hami đã nói chuyện trước và đã cua trước đúng không? Flirt trước. Flirt trước. Coi như mỗi lần mà Chí đăng story thì Hami cũng phản hồi là cũng cũng hỏi sơ sơ về cái story, thì Chí cũng cảm nhận được là Hami đang flirt. Nhưng Chí cũng flirt mà. Chí cũng flirt lại. Nhưng người mà tỏ tình trước là Chí. Chí rất là thẳng thắn, thích ai thì mình cứ rất là open và honest. Và xin số điện thoại của Hà Mây là cũng xin, rất bình thường luôn. Cho anh xin số điện thoại của em, tại vì anh muốn số điện thoại của em. Câu hỏi tiếp theo, chị có ghen với fan của anh Chí không? Mi không ghen với fan của anh Chí, tại vì mọi người rất là dễ thương. Mi yêu anh Chí vì điều gì? Mi yêu anh Chí tại vì Chí rất thật thà, rất là dễ thương, rất là chiều. Đi tập gym với nấu ăn. Và hai cái đó là hai điểm mình thích nhất, tại vì cùng sở thích với mình. Câu hỏi tiếp theo là một tật xấu ở đối phương. Thì một tật xấu ở đối phương chị Mi thì có một tật xấu, đó là không tự tin vào bản thân của mình. Thì cũng có như là Chí cũng đã khuyên chị Mi nên chia sẻ lên mạng xã hội về tài năng. Chị Mi có rất là nhiều tài năng, nhưng một tài năng quan trọng nhất đó là tài năng nấu ăn. Và chị Mi nấu ăn rất là ngon, Chí đã ăn rồi. Okay. Và mỗi lần Chí khuyên chị Mi nên đăng lên mạng xã hội thì chị Mi nói là không, ngại, sợ người ta không thích hoặc là chê. Nhưng ở đây Chí nghĩ là tài năng nói của chị Mi vượt qua expectation của Chí. Và Chí nghĩ là những fan hâm mộ cũng sẽ rất là thích. Thì đó là một tật xấu mà Chí cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người và chị Mi luôn. Tên lên nha. Xấu của anh Chí thì Mi chưa nghĩ ra. Hiện tại thì chưa có. Cop out answer, I like it. Nên là khi nào có sẽ đến với mọi người. Anh chị bao nhiêu tuổi? Mi 25 tuổi. Chí 24 tuổi. 3 tháng sau là 25 tuổi. Là bằng tuổi nhau, nhờ Mi xin chúc chị 1 tháng. Anh chị lưu danh bạ nhau là gì? Ok, hãy lấy điện thoại ra. Chí thì lưu danh bạ chị Mi là nói chung là baby. Baby. Baby và baby. Baby và baby. Điểm nào ở đối phương làm anh chị quyết định đến với nhau? Này, anh bắt đầu nha. Điểm trong cái thời gian đang nói chuyện với Hà Mi thì Chí từ từ cũng tìm hiểu thêm là Hà Mi là tính rất giống chị.
sở thích, những món yêu thích, và thậm chí về công việc và hobby. Tiếng Việt là gì? Hobby là sở thích. Sở thích giống nhau. Và khi Hà My đã chia sẻ là Hà My biết nấu ăn, là chị cũng đã thấy được, wow, ok. Và sau đó chị đã quyết định tìm hiểu thêm, nói chuyện hợp. Và chị là lịch sự, với là caring, với là ân cần. Thanks baby. Đó là những câu hỏi mà các bạn quan tâm nhiều nhất. Và bây giờ những câu hỏi vui vẻ. Câu hỏi vui vẻ hả? Câu hỏi không vui vẻ. Những câu hỏi funny. Câu hỏi tiếp theo sẽ là: yêu mà không công khai thì sao ạ? Yêu mà không công khai, chỉ chọn Hà My là tại vì chị cũng biết là Hà My cũng sẽ rất là ok với việc là public, là public với chị. Thì nó cũng tùy theo partner, tùy theo mọi người, tùy theo công việc của họ. Trong mối quan hệ này nếu không công khai thì nó cũng rất là khó. Chị cũng không có muốn phải hạn chế mối quan hệ của mình với người partner của mình. Nếu ví dụ mình đi ăn tối mình phải giấu, mình phải đòi nón để mất kiến, không cho ai biết, thì điều đó nó cũng buồn, thì nó cũng hơi hạn chế rất nhiều thứ. Thì chỉ không công khai là không ok. Còn với My thì yêu mà công khai cũng được, không công khai cũng được. Chỉ là đối phương của mình cảm thấy ok về điều đó là. Nhưng mà nếu là My thì My sẽ thích yêu mà công khai hơn, thì nó sẽ thoải mái hơn. Cách để communicate tốt hơn cho mọi người hả? Thật thà. Chị rất là thật thà. Thấy cái gì nói cái đó. Hỏi cái gì cũng nói cái đó. Hỏi cái gì cũng nói cái đó. Câu trả lời nó nghe hơi khó chịu nhưng đó là sự thật, và chị cũng tin rằng là Hà My cũng hiểu và tôn trọng sự thật, và đó là cái trust mà chị cũng tin tưởng vào Hà My. Để khi mà nghe những cái lời rất là chân thật như vậy, Hà My cũng sẽ không có buồn hoặc là bực hoặc là nghĩ xấu. Cách để thu hút người mình thích là follow unfollow. Để chị giải thích. Sau khi thì khi chị nói là sau khi gặp trên live vào tháng 6 thì Hà My đã DM Trí là lỡ unfollow, ra follow vân vân. Thì đây là cái cách mà Hà My đã tạo một cái excuse để có thể direct message Trí. Và thì khi mà Trí thấy cái đó thì Trí cũng đã cảm nhận được đây là first move. Và mình cũng thấy đó là một cách cũng rất là dễ thương và cũng tôn trọng và biết luôn bạn ấy đang make up move, và chị cũng thấy cái đó điều rất là ok. Nhưng mà My xin lỗi, thì rồi cũng hơi flirt một chút. Nhưng mà nếu mà anh muốn thu hút người mình thích thì anh sẽ nói sự thật, anh sẽ reply story giống như reply story của Hà My rất nhiều. Đó là tạo một cách mình có thể nói chuyện với lại Hà My. Thì thay vì lúc đó không có story gì thì mình cũng không biết nói gì. Mình nếu mình nói hello, how are you, what are you doing, thì cũng hơi lộ. Chị cũng rất là thích phải khéo chút xíu chứ không có quá lộ. Thì mỗi lần mà có story mà chị thật sự chị thấy cũng quan tâm và cũng có những gì để chia sẻ thì mình sẽ trả lời. Và mình cũng biết là chị rất là thích story gym và story đúng không? Là khi nào mình đi gym mình đi ăn thì mới post. Hèn chi. Tại vì chị reply những story gym và đồ ăn. Ghê thiệt. Quá dữ. Và đó là toàn bộ những câu hỏi mọi người đã gửi cho My. Cảm ơn mọi người đã gửi những câu hỏi đó. Và hy vọng sẽ có nhiều clip với chị hơn trong tương lai. Nếu My không lười coi. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Cảm ơn mọi người trong video kỳ sau.